Ok. Hello các bạn nha, Duy Minh chào bà con cô bác nha. Anh Hà Quý Trung chào bà con đi. Trung chào khán giả thân thương của kênh Duy Minh nha. Hôm nay là rất vui là có hàng em đó là Duy Minh với là Trần Nam lên đây. Lên Trần Nam. Caramel. Lên thăm anh Trung. Luôn tiện ghé anh em uống cà phê rồi ra bờ sông đẹp quá nên Duy Minh nói thôi quay. Có cái view này quá đẹp không anh? Cái lăng mắt, lăng mắt. Nhìn anh, lên mắt. Anh hay ra view này hả? Thì sáng nào anh cũng ra uống cà phê rồi viết bài đây. À, thì ra là buổi sáng là anh hay ra đây ngồi để có cái tư tưởng để viết viết nhạc đúng không anh? Đúng rồi. Đây là nhạc sĩ. Cha đẻ của bài Thương Một Người Dương Hai của anh nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long làm sóng gió. Đây là khu vực Người Dương Ba ha. Sắp tới bạc như vôi. Tiền bạc như vôi. Nhưng mà anh Kim Tiểu Long anh quay MV rồi đó bà con, nhưng mà chưa có đăng. Chắc là cũng sắp rồi đúng không? Bây giờ hôm nay em xuống đây được em kêu em anh viết giùm em bài nhạc được không? Ok. Bài nhạc viết nhưng mà anh phải chia sẻ cái câu chuyện đó để cho anh Trung có ý tưởng. Mối tình đâm ly bi đát hay là mối tình gì thờ mà thời, mình mới chớm nở anh không mà bây cho em anh cho em hỏi cái mối tình này là chị nhà có biết chưa? Không có dính dáng gì luôn. Tưởng nếu có dính dáng mà giấu bả là lên video này là mệt đó nha. Vậy thôi khỏi cãi đi. Giờ kể cho ván là đóng thuyền rồi đâu có sao em. Đúng rồi. Ngày xưa đó là mối tình trẻ trâu ngày xưa, mà. Ngày xưa mà. Ai chẳng có. Đúng không? Này cũng như là mình gặp nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung. Đúng với chú anh chị thì Duy Minh biết anh nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung qua cái đợt mà đi quay MV dưới là anh Long Kim Tiểu Long đó. Rồi từ đó biết anh luôn mà. Rồi anh em cũng hay dưới Nam nè cũng hay liên hệ Nam với hỏi thăm anh Trung. Hôm nay mới lên được đúng không? Hôm nay mới lên được. Hôm nay đi lên trên nhà của chú Linh, nhà chị Hương Hồng Loan hiện giờ thắp hương xong rồi chạy qua đây luôn. Nhưng mà lên thấy view này rồi chắc là lên hoài ha, lên đây ngồi hoài với anh hả? Thì thỉnh thoảng em quay lên đây, em quay trên nhà của chị Hồng Loan thì em sẽ ghé đây. Ghé đây cà phê nè rồi. Cái đó là cái căn nhà gì nè? Lăng mắt 81. Lăng mắt 81. Lăng mắt 81 đúng rồi. Đây thì quay gần gần lại cho bà con xem ơi. Đây qua đó có 3 cây chứ nhiều. 3 cây số hả? Đi ra vòng qua đường này tới rồi. Chắc mình tính đường chim bay là không tới ha. Đường chim bay khoảng cây rưỡi. Cây rưỡi. Đẹp quá ha. Tại vì nó phải vòng ra ngoài này. Đây đi về vòng ra. Đây là anh Hà Quỳnh Trung là đó giờ anh viết nhạc cũng nhiều rồi đó quý vị chú chị. Mình cũng quên mình hỏi thăm anh mỗi lần anh viết nhạc là anh ra chỗ cái bờ kè này hay sao anh Trung? Đúng rồi. Anh hay ra đây tại vì thứ nhất là nó yên tĩnh. Thứ hai là có sông nước rồi không? Sông nước Hữu Tình. Hữu Tình. Sáng á, buổi đêm thì không thấy lục bình, nhưng mà buổi sáng á là lục bình nhiều lắm. Tôi cho nên anh viết mấy bài dân ca miền Tây rồi đó, anh hay ra ngồi đây anh viết. Thì tại vì đúng rồi, tại sông nước như trang miền Tây mà. Có sông nước thì nó mới viết được mấy cái ca khúc về miền Tây. Mà em nghe nói là anh có ý tưởng là sau này là một thời gian tới nữa anh sẽ viết cái bài nghe nói là Di Du Ba Miền gì đó, Di Du Miền Tây đúng không anh? À. Đã, có nghe ý tưởng rồi nhưng mà chưa có dịp để anh Trung anh biết. Sắp tới đi, để sắp tới chủ nhật này coi mà nếu mà về được nhà Duy Minh mà anh tân gia thì dạ. Về để vừa về thăm già cho biết nhà, cho biết quê Duy Minh rồi. Vừa về tìm cảm ơn sáng tác luôn. Dạ. Cái đó mà anh mà đi ra trang chỗ ở sau, trang chỗ có bếp em á, em nhìn xuống cái con sông à. Con sông đúng rồi, lục bình rồi có cá. Trời em nói anh, cá sao kinh nghĩ? Khủng, cá với sông cá tự nhiên á. À, hả? Ở phía sau nhà à, cho ăn giết nó quen á. Cá không, em nói đó không. Là ở gia đình cho ăn giết con nó quen lại. À vậy hả? Cứ giờ cứ dục đoan xuống là nó lại nhiều lắm. À. Em bắt lên luôn mà. Cho ăn mà em gờ lên luôn. Có con là 3-4 ký luôn. Dạ. Giết nó quen anh, cho ăn nó giết nó quen. Tại vì kiểu như mình thấy nó cưng á, nó kéo vào nhà mình á. Nhưng mà từ nhà em ra cầm chim có gần không? Ngay cái chỗ mà 15 cái số cầm chim á. 15 cây, 14-15 cây. Vậy là em đi vào nữa, vào trong nữa. Dạ, là dạ, không dạ.
cũng cũng đường lộ lớn nha, lộ lớn. Chỗ em thì đậu xe thì thoải mái luôn. Đã có nghĩa là từ trên này xuống là đi hướng nào, đi hướng Long An hay hướng hướng đi sao không được? Long An cũng được mà đi hướng Trường Xuân cũng được. Trường Xuân đi vô. Trường Xuân đi vô Tân Thạnh đó, rồi Cài Lòn với cầu Trường Xuân đó. Còn đi qua cầu thì đi Long An về Kim Bảy Chính cũng được. Vậy là cũng mấy chục cây ta? Đây xuống dưới là 175 cây nha. Nếu đi xe chắc tầm khoảng đi rồi Kinh Bảy Chính thì chắc 2 tiếng mấy hả? 4 tiếng. Là mình chạy lấy gai chậm. Người chạy vườn này là 4 tiếng. À đúng rồi. 4 tiếng. Thì có sắp xếp rồi. Đâu đó không biết anh, có không biết cô rảnh thì anh sắp xếp ha. Tại vì lịch của anh Hà Vĩnh Trung thì anh cũng ban đêm là anh phải dạy nhạc đúng không? Ban đêm với này từ nhật thứ bảy là ngày mình... Đây cái chắc em lên em học nhạc anh quá. Không có nhìn học trò này quá. nhận này mà chỉnh cái nó phốt cái là mệt luôn. Không mới em lên em cởi gì lên bây giờ chắc cởi không được, lên cởi gì mối tình lâm ly của mình xong cái anh lỡ như anh có ý tưởng anh viết thì sao đúng không? Thì nhắn tin qua à, hồi xưa em có một cái mối tình cũng cười lắm mới chứ vậy. À, mình cũng nhớ nha, chưa lúc đó mới có chớm nở 15-16 tuổi mà à, thời đó là mình đi giữ dịch đó rồi sớm 15, 16, đó là kêu bằng thuốc là cái, tuổi nàng 15 á anh kỹ như mình mới vừa biết có cái tình cảm như đó, nhưng đi chung với là mấy anh em cũng 9 người mà xong cái đi lợn nhà dịch mình nuôi xong tối mình nhốt chuồng cái mấy anh em mới hồi đó thì bơ xuồng chống xào đi trong kinh gì đó đó. Ở trong đồng thì đâu có điện đâu anh, có điện bình không à, trong một con kinh gì nè, xong thì đi lại đó được một hai ngày mà lần nào đi lại đó là mấy anh em kia thì ai cũng đều nhậu hết, mà có ở đó có nhỏ gái cũng bằng tuổi mình luôn à, mà đôi mắt con mắt á thì nó lét kim nhìn đẹp gái lắm, xong cái mà chính thằng thì thằng nào cũng mê hết á, tại vì độ tuổi nó bằng nhau mà, lớn hơn 1-2 tuổi 2-3 tuổi cũng thích chứ á, mà có mình em không nhậu à, đó em không nhậu, còn mấy người kia là tới chơi cái nấu cháo, mẹ vô nấu cháo có lóc nè, biết có khô có lóc. Thời đó trong đồng á thì ba mẹ của cái người con gái đó thì dân câu dân lưới, ban đêm thì mình vừa tới nhốt dịch xong khỏi 5 giờ chiều 6 giờ mình đi chơi cơm nước rồi đi lại đó chơi, thì ba của người gái nó đi dân câu cái thăm câu về, thì mình ở đây mình nói chuyện chơi thì ông đem câu về có cá lóc thì nấu cháo cá lóc với nước khô đó ăn, thì mấy anh em kia vô nhậu, mình thì mình không nhậu mà 9 người mà ai cũng chọc chứ đã đời mình ít chọc mình không chọc, cái người gái nó lại cũng có tình cảm với mình cười lắm. Sau khi mà đi giữ dịch á, mình đi đồng mình giữ dịch nhà mà với một thằng đệ tử thì bơ xuồng lên đên trên sông, mà anh lúc đó, nước nó vừa giật mà anh cá thì ngang đây cũng có, ngang bờ đây cũng có, mà sâu ở đây cũng có, thì cái lúc đó thì người con gái nó mới bơ xuồng ra bơ xuồng theo mình luôn, cô đó để ý em đó, đúng rồi, bơ xuồng ra xong cái kêu mình lại tặng cho mình cái khăn cười lắm, tặng cho cái khăn hả? Còn giữ không? Khăn đó giờ không còn giữ rồi, tại giờ đó nhà mình đâu có tủ đâu, rồi đó nghèo mà mình bỏ vô tủ đã rồi nó cũng qua theo 5 tháng á, nó cũng mắc luôn. Giờ là hết nghèo rồi đúng không? Giờ hết nghèo sang khổ. Giờ giàu rồi. Không biết như vậy, nói chung là mình có mấy tình gọi là chớm nở á, đó mình cũng biết gì đâu. Dạ mấy mối như vậy thôi. Biết mối được rồi gì đi, hỏi đi thiệt kìa, đốt nhà giống như đó cười lắm, cũng vui à, giờ là mối tình trẻ trâu đó, mối tình trẻ trâu mới cái chứ vậy, giờ chắc nó 3-4 đứa rồi phải không? Em không biết đó, sau này cái em lớn lên em cũng chưa có người bạn gái nữa, chứ mình cũng muốn là đảo về đó. Nói thật luôn, trong lòng là mình muốn tìm lại người xưa, tìm lại ngày xưa, rồi vô đó mình thăm ba mẹ đi, coi người ta có chồng hay có chưa, thăm chưa? Có ghé thăm không? Không biết, bây giờ mình không biết nhà luôn, liên lạc được tại vì ở sống trong đồng mà anh à,
Trung Đồng hồi đó là cái đường đó là đường kinh. Mà nhớ Tiếu cái gì nè, mỗi lần cái thằng đệ tử của em á là nó đi nhậu xong á, rồi lúc đi á thì cái xuồng ba lá 7 mét thì đi hết luôn mà nó lấp lé chỗ này bơi được. Cái lúc về đó anh rồi đâu có dám, thằng nào cũng xịt đâu có dám xuống. Một tớp phải chia ra làm hai đi trên bờ, một tớp phải bơi ở dưới. Mà nó muốn lạc xuồng vậy đó. Trong cái thằng đi trên bờ nó đi với em thầy tử đi á, mà cái mương nó lớn vậy nè mà nó bay qua, nó bay không nổi, nó bay lọt xong nó lọt nước mình mẩy ướt không. Mà cái sáng là nó chửi, nó chửi này kia nữa đó. Bà mẹ sao mà tao cái mương gì đâu mà bự dữ hả? Trời ơi, cái mương nào bự, cái mương có chút xíu tao bước qua cái là được. Mày nhậu xỉn quá, mày sao mày nhảy nổi. Nói, anh nói đó, anh cãi lên, tao nhảy mạnh lắm mà. Cười lắm. Mà trong khi đó lúc cái người xỉn đó là anh biết rồi. Hồi đó thì Giang cũng nhậu lắm mà, ở quê mà. Cái đường mương mà lớn mà kiểu như trong người đó thì cảm thấy là nhảy lên bay qua rất là mạnh. Nhưng mà cái bước chân thì đâu có dở nổi, nó té xuống đó. Trời ơi, tháng là thằng nào đấy cười lộn ngược luôn. Nhiều cái cũng hay lắm. Giờ không gặp lại cô đó luôn. Dạ giờ không gặp. Nếu mà gặp lại chắc mừng lắm. Không, mình mừng. Kiểu như người ta có gia đình đó, thì mình cũng gắn. Mình coi như là bạn bè, coi như là cái lần đầu tiên mình biết á. Nó cái tình thương như là đỡ tặng khăn mình này kia rồi á. Đó thì mình nhắc đó lại mình kỷ niệm xưa rồi ha. Nói chung là đó là anh cũng khờ lắm, anh đâu có biết gì đâu. Ngày xưa mà tặng khăn anh cũng tặng lại cho nó cái gì hết à. Em trong đồng mà tặng lợi chặn, tặng lại mấy trứng cục vịt. Cười lắm. Rồi có mấy lần là đi lại chạy dịch á, đi lại cho lịch lúc mà ba với mẹ thì đi, thằng đệ tử thì nó giữ hai thằng, thằng giữ đầu đi xuồng thì ba với mẹ thì đi điếm một dịch. Lúc đó dịch nó ế, cái xong cái mất chạy ra chợ điếm. Chạy chợ điếm thì cô đó lại đến à, lại đến rồi cái nói chuyện đồ này kia. Mình biết chị cũng thích mà mình mất cỡ, mình gặp gái mình cỡ muốn trốn không à. Ngồi đó thời đó gặp gái muốn trốn chứ bây giờ là gặp mệt rồi đó. Gặp đâu hôm mà trốn vô phòng á. Bây giờ gặp mình trốn vô phòng á. Xong cái nấu cơm cho em ăn à. Biết con gái ngày xưa ở quê mà người ta biết giỏi, con cái là nấu cơm nước là giỏi nha. Giờ nó mình nấu được, con gái giờ nó mình nấu được. Dạ. Hồi đó con gái xưa mà nó tặng khăn mà em tặng lại cho nó đứa con thì bây giờ đâu có gì mình làm canh đi. Chắc là vậy quá. Bây giờ ở dưới đó luôn. Bây giờ là chắc ông chủ chạy dịch luôn rồi. Đúng rồi. Hy vọng rằng nhiều khi là mình kể có khi nào mà anh Hào anh Trung anh tới chủ nhật anh xuống rồi anh dòm dưới mé sông mình ha, phong cảnh ha. Rồi có ý tưởng viết lên đi một bài nhạc dân ca mà nó vừa vui nhộn, vui nhộn mà vừa buồn có mà vui có. Cái đó cần hết xui để coi tất cả sinh tình lúc đó xuống mới biết được. À, anh Phương điện. Bên này nó giàu lắm rồi, xài 4-5 điện thoại. Đó, đang uống cái view này là thấy đẹp không anh? Đó. Rồi đang ngồi xong. Hả? À, em hả? Ủa trời. Biết anh. Ờ, thì hôm trước đi quay mấy lần rồi mà, anh em gặp nhau rồi. Biết rồi không chào chứ chân à, ông anh. Chào. Chào gì kỳ kỳ lắc lắc gì hả? À. Hôm nào lên đi chơi nha. Anh áo vàng hả? À. Hy vọng là xuống chuyến này có anh Hà Vinh Trung đi xuống dưới nữa. Hy vọng là vậy. Để cho anh có ý tưởng anh viết nhạc luôn chứ. À. Xuống dưới đó anh khoái nhồi chuột đồng thôi. Em định đặt luôn ha, sao em định đặt mình hôm đó mình xuống dưới mình kiếm một vài cái món gì mà dân giả thì mình làm thôi. Ừ. Mình nướng này kia rồi thôi, còn mình kiếm một số như là ốc cò hay là cái gì đó dân giả coi, mình nướng thôi. Nam cô ngồi đi, góc này đẹp nè. Ừ. Thôi chào bà con khán giả nha. À, để anh hả? Trời ơi, ok anh. Hiểu không? Để cắt cái người đằng sau kia đi. Hả? Chưa anh ơi. Ông đang ngồi thôi đi, em tin nghĩ ăn là vì hai người ấy thôi. Ở đây em chào khán giả tí ha. Kết thúc cái đã. Nha, hẹn có dịp
quê Duy Minh chơi, quay tiếp. Đang kể cái mối chuyện.